Em xin chào toàn thể các anh các chị nhé. Thì hôm nay nhân tiện clip em làm thì em cũng thử khám phá coi bên dưới gốc của cái cây Fides này, cây môn dung này, coi nó có cái gì bên trong đó. Và tiện thể là em cũng tách cái cây con này ra luôn và em sang cái chậu cho cái cây Fides mẹ này, sang cái chậu này. Chậu này chậu cũ thôi nhưng mà em sang để cho nó đẹp hơn để em trang trí cái vườn đó. Mời anh chị đón xem nhé. Em sẽ gỡ hết cái giá thẻ ở đây ra để em coi xem trong nó có trứng nhiều hay ít nữa. Đây, cái này thì nhấc hết lên luôn ạ. Em gạt sơ sơ cái trên mặt đi đã. Đây là một cái dòng cái cây môn phổ thông thôi anh chị. Giá trị kinh tế của nó thì nó cũng không được cao, nhưng mà về độ đẹp thì cũng tùy từng cái con mắt thẩm mỹ của mỗi người ấy, đánh giá. Nhưng mà theo em thấy thì nó khá là đẹp mà giá ok. Đây, cái gân lá này, form lá này rất là đẹp mà trồng dễ, giá lại bình dân nữa. Hôm nay em sẽ khám phá xem bên dưới một cái cây này nó có những cái gì. Em thì em cứ trồng hàng lô sẽ em bán đi, bán lẻ, bán xỉ đi. Nhưng mà em cũng chưa bao giờ khám phá coi bên trong nó có cái gì hết. Hôm nay khám phá thử một lần coi sao. Em làm từ từ, nếu mà có trứng thì em sẽ nhặt.